Chương trình Việt Face Today được bảo trợ bởi Gia Hân Music and Video, nhà phân phối thiết bị karaoke hàng đầu tại Mỹ. Công ty Thẻ Xanh, chuyên bảo lãnh gia đình và công hàm về Việt Nam kết hôn. 714-766-3345. Gửi tiền về Việt Nam nhanh nhất, tiện lợi và an toàn nhất. Gửi tiền 247.com. Với dịch vụ gửi tiền 247.com của công ty chuyển tiền Hồng Lan, gửi tiền về Việt Nam cho người thân rất nhanh chóng, tiện lợi và an toàn. Tiền có thể được giao tận nhà hoặc sẽ được chuyển khoản trực tiếp vào tài khoản của người dân trong vòng 24 giờ. Tân Xanh Yến, kỷ niệm 40 năm Tân Xanh Yến với nhiều chương trình sale hấp dẫn, yến thượng hạng và đông trùng hạ thảo thiên nhiên Tây Tạng. Tân Xanh Yến, sản phẩm hảo hạng, an tâm bổ dưỡng. Trở lại cùng quý khán giả thân mến trong chương trình Việt Face Today ngày hôm nay thứ Sáu, ngày 19 tháng 4, 2024. Thay lời Diệp Anh Dũng vẫn xin cầu chúc quý khán giả một ngày thật nhiều sức khỏe. Xin kính chào Thái Lê. Xin chào anh Dũng, xin kính chào quý khán giả. Happy Friday đến với anh và cũng như là đến với quý khán giả. Trời, hôm nay đã là thứ Sáu rồi. Đúng rồi, thứ Sáu. Thứ Sáu giữa tháng, coi như là cũng là hơn giữa tháng 4 được một chút rồi đó. Còn... còn có 10 ngày nữa thôi. 10 ngày nữa thôi. Nhanh thiệt. Vâng. Thưa quý vị, bước vô bản tin trong phần này là một nội dung liên quan đến phiên tòa hình sự nhắm vào cựu tổng thống Donald Trump đang diễn ra tại Manhattan của thành phố New York. 12 bồi thẩm đoàn thường trực đã được chọn ra trong ngày hôm qua. Tuy nhiên, chúng ta cũng còn phải trải qua một cái thủ tục liên quan đến vấn đề chọn ra các bồi thẩm đoàn dự khuyết. Chúng ta không biết được những danh tính cũng như là tên tuổi và hình ảnh của những người này, nhưng họ đã được chính thức chọn ra. Và hiện nay ông Trump đang phải đối đầu với một loạt các cáo buộc hình sự về việc kê khai giấy tờ một cách mà gọi là gian lận, nhằm rửa tiền để mà đưa tiền từ công ty bịt miệng một ngôi sao tài tử. Thì trong cái trường hợp này, vấn đề của ông Trump sẽ được coi như là phơi bày một cách công khai bắt đầu vào tuần tới, khi mà phiên tòa này hình như là có thể được tiến hành sau khi mà các bồi thẩm đoàn hay là các bồi thẩm viên thường trực đã được chọn. Vâng, thưa quý vị, trở lại với tiểu bang California. Một cuộc kiểm toán nghiêm khắc của tiểu bang California vừa được công bố cho thấy rằng tiểu bang đã không đứng đầu trong việc theo dõi những chi tiết của liệu 24 tỷ Mỹ Kim dành cho cuộc chiến chống lại tình trạng vô gia cư trong tiểu bang có cải thiện được tình hình vô gia cư trong tiểu bang này hay không. Đây là cái điều mà đặt một cái câu hỏi rất lớn cho thống đốc tiểu bang ông Gavin Newsom. Hiện nay thì tiểu bang California lại đang có một kế hoạch để phân bổ nhiều tiền hơn đối với chương trình này. Và ông Gavin Newsom trong ngày hôm qua đã trả lời hoặc là đã tuyên bố một số các cái điều liên quan đến vấn đề kiểm toán này. Ông nói, tôi quan tâm đến tiểu bang California, tôi quan tâm đến danh tiếng của nó và tôi quan tâm rằng mọi người không đủ khả năng để sống ở đây, không đủ khả năng để nuôi sống gia đình họ. Tôi quan tâm đến việc mọi người đến đây và bỏ đi. Điều gì đang xảy ra tại California, một vùng đất hứa hẹn như vậy? Những chuyện gì đang xảy ra trên đường phố và các vỉa hè của chúng ta? Ông nói rằng ông đã chán các cái phản ứng của tiểu bang đối với những cái cuộc khủng hoảng vô gia cư hiện nay từ miền Bắc cho đến miền Nam. Nó đã diễn ra khắp nơi, mặc dù tiểu bang đã có nhiều chương trình mà đã đổ vào đó rất nhiều tiền để có thể cải thiện cái vấn đề này. Nhưng trong thời gian qua thì nó vẫn chưa có diễn biến nào mới và tốt đẹp. Ông nói rằng nhiều người muốn thấy những chiếc lều và những khu cắm trại này bị dỡ bỏ đi, được dọn sạch, nhưng họ muốn thấy chúng được dỡ bỏ một cách nhân ái và chu đáo. Và chúng tôi đồng ý với chuyện này, vì đây là một cái chương trình mà tôi nghĩ nó phù hợp với điều đó. Chắc chắn là một chương trình có thể xây dựng được cái sự thành công. Có nghĩa là làm sao để giải tỏa được những cái khu lều trại của những người vô gia cư, nhưng phải đồng thời kiếm cho họ được một nơi ở, một nơi tạm trú an toàn và đầy đủ, một mức tối thiểu đối với cái sự vệ sinh tối thiểu. Đó là những cái điều mà tiểu bang hiện nay đang làm, tức là vừa hợp lý và vừa hợp tình. Đó là những cái lời mà ông Gavin Newsom đã trả lời với báo chí và cả đã tuyên bố trong ngày hôm qua. Vâng, một phần trong đó thưa quý vị, ông Newsom cho biết rằng từ những năm cuối cùng chính quyền của thống đốc Jerry Brown cho đến 5-6 năm trong cái thời kỳ mà là thống đốc của ông đó, thì
hàng tỷ Mỹ Kim đã được chi trả vô trong những dịch vụ vô gia cư, mà người dân vẫn thấy rằng là ủa tại sao là càng ngày càng nhiều người nằm lê lết ở ngoài đường hơn. Như vậy nhiều tỷ Mỹ Kim đó nó đã đi đâu? Và các chính quyền địa phương khi mà được phân bổ cái số ngân khoản như vậy, họ đã làm gì với số tiền mà khiến cho cái vấn đề vô gia cư càng ngày càng tệ hơn? Như vậy là ông cũng có ý đổ thừa cho ông Jerry Brown. Không, có nghĩa là cái ý của ông rằng là giống như cái số tiền Covid gì đó. Cái số tiền Covid là đúng là trong cái thời kỳ mà cấp bách thì mình giải ngân rất là lẹ. Nhưng mà sau đó thì mình kiểm ra là cái số tiền đó nó chạy đi đâu. Rất là nhiều gian lận trong đó. Dùng cho mục đích gì. Rồi bây giờ ông nói rằng là ví dụ như 2 năm cuối cùng của thống đốc Jerry Brown là bắt đầu giải ngân để mà giải quyết vấn đề vô gia cư. Xong đó ông cũng làm thống đốc 5 năm rồi. Và trong những cái năm đó là ông cũng đã phê chuẩn rất nhiều ngân sách cho vấn đề vô gia cư. Một bên mà tại sao mà chúng ta bây giờ lái xe ngoài đường càng ngày càng thấy nhiều người nằm ở ngoài đường như vậy, cái số tiền đó nó đi đâu rồi? Hồi nãy khi mà phòng máy đưa ra cái bản đồ mới lúc Dũng trình bày mà họ nói rằng là ồ thành phố này nhận được bao nhiêu triệu Mỹ Kim đây đó, cái đó là chỉ trong năm ngoái thôi nha quý vị, chứ không phải là trong 5-6 năm vừa qua nữa. Vì họ làm gì với số tiền này? Tại sao không xây nhà cho người ta ở mà cứ đem tiền làm những cái chuyện gì vậy? Yeah, không cải thiện được tình trạng tốt hơn. Thưa quý vị, ông cựu tổng thống, cựu phó tổng thống Mike Pence trong ngày thứ năm hôm qua cho biết rằng là nếu mà để cho Nga có thể tấn công và chiếm đoạt được Ukraine thì chắc chắn rằng trong một tương lai không xa lắm, quân đội của Mỹ sẽ bị kéo vào cuộc chiến này. Ông Pence cho biết rằng là ông đã từng gặp Vladimir Putin và ông biết nếu mà Hoa Kỳ để cho Ukraine bị cưỡng chiếm bởi Nga thì chỉ vài năm sau đó Putin lại một lần nữa sẽ đưa quân vào những quốc gia trong khối NATO, và việc đó nó sẽ khiến cho quân đội Mỹ phải đứng ra để mà bảo vệ cho những nước này theo một cái liên minh mà đã có sẵn. Và ông Pence cho biết rằng là việc tốt nhất hiện nay là phải làm sao mà bảo vệ cho Ukraine, vì ông Putin là một cái người mà gọi là đồ tể, khi mà quân đội Nga vẫn tiếp tục bắn hỏa tiễn vào một số các tòa nhà dân sự như là một cái khách sạn gần đây ở tại Ukraine, mà đã khiến cho cả chục người bị thiệt mạng và hơn 100 người đã bị thương. Sang qua tiểu bang New York, thưa quý vị, trong ngày hôm qua thì một quan chức thực thi pháp luật của Sở Cảnh sát New York đã tuyên bố cho biết là giới chức chính quyền của thành phố này đã bắt giữ hơn 100 người vào ngày thứ Năm vì tình nghi những người này đã xâm phạm trong một cuộc biểu tình ủng hộ người Palestine diễn ra tại khuôn viên của trường đại học Columbia. Trước đó thì đã bắt đầu bằng một cuộc cắm trại của những người biểu tình này tại khuôn viên của trường đại học. Hiệu trưởng của trường Columbia, ông Nemat Shafik, đã gửi một lá thư ngày thứ Năm đến lực lượng cảnh sát của New York, yêu cầu họ cần phải giải tỏa những người đang chiếm giữ bãi cỏ phía nam nằm trong khuôn viên của trường đại học, sau khi được thông báo rằng họ đã vi phạm một số các quy tắc và các chính sách an toàn của trường đại học và đang xâm phạm theo bức thư được trường đại học công bố như thế. Thị trưởng của thành phố New York là ông Eric Adams cho biết trong một cuộc họp báo tối ngày hôm qua là đã có hơn 108 vụ bắt giữ đã được thực hiện. Sau nhiều cảnh báo, thì vấn đề an ninh trong khuôn viên trường và lực lượng cảnh sát của New York đã đưa ra cho sinh viên và những người đang chiếm giữ không gian này, những người đang cấm trại ở đó, nhiều cái lựa chọn khác nhau. Nhưng một số đã cưỡng lại và không di dời. Và các sĩ quan của lực lượng cảnh sát New York đã phải đến để bảo đảm an toàn cho khuôn viên trường học, cho sinh viên và các nhân viên làm việc ở trong trường. Một trong những người tổ chức là đại diện của tổ chức Columbia Apartheid Divest thì cho biết rằng các sinh viên đã biểu tình một cách ôn hòa để yêu cầu phải giảm bớt cái sự diệt chủng ở tại dải Gaza, và đồng thời họ nói lên tiếng nói ủng hộ người dân Palestine. Chúng ta cũng biết rằng tại dải Gaza đó, thì Bộ Y tế ở dải Gaza do lực lượng Hamas kiểm soát đã thông báo rằng có ít nhất cho đến bây giờ là đã có 33.797 người Palestine đã thiệt mạng tại vùng đất bị bao vây kể từ cuộc tấn công của Hamas diễn ra vào hồi tháng 10 năm rồi. Chính quyền Joe Biden trong ngày thứ Sáu hôm nay tuyên bố cho biết rằng là sẽ điều chỉnh lại tiêu đề số 9, tiếng Anh nó gọi là Title 9, nhằm gia tăng việc bảo vệ cho những người trong cộng đồng LGBTQ và cũng như là các học sinh nữ mà mang thai trong lúc
đi học đại học, thưa quý vị, Title IX sẽ được chính thức công bố bởi Bộ trưởng Giáo dục Miguel Cardona. Ông đã nói sơ như vậy trong một cái cuộc điện đàm vào ngày hôm qua, và những cái quy định cuối cùng của Title IX sẽ có hiệu lực vào ngày 1 tháng 8 tới đây, yêu cầu rằng các trường học công lập nào cũng như là những trường tư thục nào mà có nhận ngân sách từ chính quyền liên bang phải đưa ra nhiều biện pháp chi tiết để mà bảo vệ học sinh, không được cho học sinh bị tấn công tình dục cũng như là bị phân biệt đối xử về vấn đề mà gọi là giới tính, cũng như là một số chuyện khác mà gọi là mang tính cách phân biệt đối xử, đặc biệt rằng là đối với lại học sinh nữ mà mang thai trong lúc mà đi học, thì những chuyện như vậy không nên bị phân biệt đối xử dựa theo những tiêu đề mới trong cái Title IX. Cũng liên quan đến các chính sách của chính quyền Tổng thống Joe Biden, thưa quý vị, và trong ngày hôm qua đó thì kể như là một cái chiến thắng rất là lớn dành cho những người ủng hộ vấn đề khí hậu và môi trường. Chính quyền Tổng thống Joe Biden ngày thứ Sáu hôm nay sáng sớm đã hoàn tất quy định cấm khoan nhiên liệu hóa thạch trên gần một nửa khu bảo tồn thuộc Cục Dự trữ Dầu khí Quốc gia tại Alaska, NPR, cùng với các hành động bảo tồn quan trọng khác. Bộ Nội vụ Hoa Kỳ sẽ ngăn chặn một số các hoạt động khoan dầu trên hơn 13 triệu mẫu Anh ở phía Tây Bắc Cực, bao gồm khoảng 40% diện tích đất của cái khu bảo tồn này. Đây là một khu vực hẻo lánh và là nơi sinh sống của một số những loài động vật được bảo vệ, bao gồm các loài gấu ở Bắc Cực và tuần lộc. Khu bảo tồn này rộng hơn 23 triệu mẫu đất công và là nguồn cung cấp dầu khẩn cấp dưới lòng đất cho Hải quân Hoa Kỳ, và nó được chỉ định vào đầu những năm 1920. Và gần đây hơn thì nó trở thành địa điểm mà người ta đã thành lập một cái dự án gọi là dự án Willow, thuộc sở hữu của hãng dầu ConocoPhillips, một liên doanh khoan dầu gây tranh cãi ở khu vực Bắc Cực. Khi mà chính quyền của Tổng thống Biden phê duyệt cái dự án này vào hồi tháng 3 năm 2023, thì nó cũng đã gây ra một số các phản ứng dữ dội trong giới trẻ ở trên các trang mạng xã hội, cũng như là các tổ chức hoạt động liên quan đến môi trường và xã hội. Các nhóm khí hậu hành động vào ngày thứ Sáu hôm nay nói rằng là cái vấn đề này có thể cải thiện sự tán thành, sự được ủng hộ của Tổng thống Joe Biden trong giới cử tri trẻ tuổi. Tuy nhiên, một số người bản địa Alaska thì lên tiếng chỉ trích cái lệnh cấm khoan trên khu vực rộng lớn như vậy ở tại khu bảo tồn này. Và nó đã gây tranh cãi với phái đoàn quốc hội lưỡng đảng tại Alaska, cũng như là các nhóm thổ dân của Alaska. Những người nói rằng là họ phụ thuộc vào cái nguồn thu thuế từ việc khoan dầu này để tài trợ cho trường học và các dịch vụ cơ bản ở tại đó đối với các bộ lạc. Lệnh cấm này cũng sẽ khiến cho Tổng thống phải hứng chịu những cuộc tấn công từ các thành viên đảng Cộng Hòa, cho rằng ông không ưu tiên sự độc lập về năng lượng của Hoa Kỳ, và chính cái việc cấm này làm cho giá xăng dầu tăng lên cao. Nhưng theo như cái bản tin cho biết, dưới nhiệm kỳ của ông Biden thì Hoa Kỳ hiện nay đang sản xuất nhiều dầu hơn bất kỳ quốc gia nào trong lịch sử. CNN Business đã đưa tin này, và hiện nay họ thống kê thì cho thấy rằng giá xăng đã giảm 1.35 Mỹ kim so với mức cao nhất mọi thời đại vào hồi tháng 6 năm 2022. Trở lại với bản tin phần này là tin liên quan đến bầu cử ở tại Ấn Độ, thưa quý vị. Bắt đầu vào ngày hôm nay, ngày 19 tây tháng 6, kéo dài cho đến ngày 1 tây tháng 6 tới đây, thì cử tri ở tại Ấn Độ sẽ đi bỏ phiếu để mà chọn ra các ghế trong quốc hội của nước này. 543 ghế ở tại Hạ viện của Ấn Độ sẽ được bầu lại. Và với hơn 969 triệu cử tri được quyền đi bầu, cái đó không có nghĩa rằng là họ sẽ đi bầu hết, nhưng mà gọi là nếu mà tính đến những cử tri có đầy đủ quyền đi bầu, con số đó nó lên gần đến 1 tỷ cử tri, so rất nhiều với lại kỳ bầu cử vào năm 2019 trước đây. Đảng cầm quyền của Thủ tướng Ấn Độ Narendra Modi đang cố gắng lấy được một nhiệm kỳ thứ ba nữa, sau khi ông này và những cái đảng của ông đã cầm quyền kể từ năm 2014. Đảng này có tên là Party Janata Party, viết tắt là BJP, là một đảng trung hữu, nhằm hy vọng rằng là có thể lấy được một cái nhiệm kỳ thứ ba. Đảng đối lập chính của Thủ tướng Modi đó là đảng Indian National Congress,
là một đảng mà có quy tụ vài đảng phái khác, và người đứng đầu mà muốn tranh với ông Modi kỳ này đó là ông Rahul Gandhi, là gọi là nói chung là một cái người mà gọi là cháu chắc của vị thủ tướng đầu tiên của Ấn Độ, và đây là một cái người mà gọi là ứng cử viên nổi bật nhất ra muốn tranh với ông Modi trong kỳ bầu cử mà đang diễn ra tại Ấn Độ trong ngày hôm nay. Iran đã vừa cho biết rằng họ đã bắn hạ được 3 chiếc máy bay tự động có 4 cánh quạt được phóng bên trong lãnh thổ của mình. Và các báo cáo tin tức cho biết đã có một số các vụ nổ diễn ra ở những địa điểm quân sự ở Syria. Và đây được xem là dấu hiệu cho thấy là lực lượng quân sự của Israel đã đáp trả các cuộc tấn công bằng hỏa tiễn và máy bay không người lái của Iran vào đất nước này vào tuần trước. Iran cho biết là họ đã bắn hạ các máy bay 4 cánh quạt ở tỉnh miền Trung Isfahan, nơi mà có các căn cứ quân sự cũng như là các cơ sở hạt nhân chính của nước này ở tại Natanz. Tuy nhiên, cơ quan năng lượng quân nguyên tử quốc tế IAEA thì xác nhận rằng các địa điểm hạt nhân của Iran vẫn chưa bị ảnh hưởng nào. Trong vài tiếng đồng hồ thì đã có nhiều các báo cáo trái ngược nhau, khi mà lực lượng quân sự Hoa Kỳ cũng cho biết đã có một cuộc tấn công bằng hỏa tiễn của Israel, trong khi phía Iran thì cho biết là không có hỏa tiễn mà chỉ có một số các cái tàu nhỏ của họ bị bắn hạ, và lực lượng quân sự Israel thì đã giữ im lặng tới lúc đó. Điều này diễn ra một ngày sau khi mà lực lượng vệ binh cách mạng Hồi giáo IRGC cho biết là họ sẽ đáp trả một cách tương xứng nếu Israel tấn công vào các cơ sở hạt nhân của Iran. Đồng thời cũng nói thêm rằng họ cũng có thể thay đổi lập trường liên quan đến vấn đề bom hạt nhân. Vào ngày thứ Năm hôm qua, thì chuẩn tướng Ahmad Hatalab, người đứng đầu Bộ Tư lệnh Hạt nhân IRGC của Iran, được thành lập sau các cuộc tấn công phá hoại vào những cơ sở hạt nhân, cho biết là Tehran đã xác định được các địa điểm hạt nhân của Israel và đã sẵn sàng đặt tay lên cò súng để có thể tiến hành một cuộc tấn công lớn khác nếu như Israel tấn công vào nước của họ. Và ông cũng gợi ý rằng có khả năng và có thể tưởng tượng được rằng Iran sẽ xem xét lại việc theo đuổi vũ khí hạt nhân nếu các cơ sở hạt nhân của nước này bị nhắm mục tiêu. Và qua những cái lời đối đáp như vậy và những cái cáo buộc qua lại như vậy, thì hiện nay các nhà quan sát quân sự đang rất lo ngại về tình trạng có thể càng gia tăng nóng bỏng và căng thẳng hơn trong những ngày sắp tới. Phát biểu tại Hội đồng Bảo an Liên Hợp Quốc trong ngày thứ Năm hôm qua, thì Ngoại trưởng của Iran, ông Hossein Amir Abdollahian, đưa ra một lời cảnh cáo với lại việc mà Israel đã nhắm mục tiêu vào Iran. Phát biểu tại hội đồng này về tình hình ở tại Trung Đông, ông này cho biết rằng là những hành động phòng vệ của Israel trong thời gian qua là hoàn toàn chính đáng, và ông kêu gọi cộng đồng quốc tế hãy ngăn cản Israel tiếp tục mở rộng các chiến dịch quân sự nhắm vào Iran. Liên quan đến vấn đề này, thưa quý vị, thì khi mà lực lượng quân sự của Israel bắt đầu tấn công Iran trong buổi tối ngày hôm qua, thì dường như đây là một sự đáp trả có giới hạn trong cuộc tấn công vào cuối tuần trước từ phía Iran. Tòa Bạch Ốc đã áp dụng một cách tiếp cận kín tiếng để phản ảnh mong muốn của các quan chức Hoa Kỳ là vẫn giữ khoảng cách với quyết định này. Ngày hôm nay thì Ngoại trưởng Hoa Kỳ là ông Antony Blinken đã có mặt ở tại Hội nghị Bộ trưởng Khối G7 ở tại Bruxelles, đã có một cái bài nói chuyện về vấn đề này. Ông nói rằng Hoa Kỳ chưa hề tham gia vào bất kỳ hoạt động tấn công nào, và điều mà Hoa Kỳ hiện nay đang tập trung vào những gì mà các bộ trưởng ngoại giao của khối G7 đang tập trung. Và một lần nữa, điều này được phản ảnh trong các tuyên bố chung của chúng tôi trong cuộc trò chuyện mà chúng tôi đã bàn thảo với các nỗ lực mà chúng tôi nhằm tạo ra một sự giảm vấn đề căng thẳng tại khu vực một cách mạnh mẽ. Tổng thống Hoa Kỳ ông Joe Biden thì đã có lời khuyên cùng với Thủ tướng Benjamin Netanyahu trong một cuộc điện đàm gần đây, cho thấy rằng cuộc phản công có thể không cần thiết vì lực lượng quân sự của Do Thái đã phản công thành công đối với các hỏa tiễn và những máy bay không người lái của phía Iran. Tuy nhiên, rất ít các giới chức cao cấp trong Tòa Bạch Ốc tin là Israel đã sẽ không làm gì. Và rõ ràng là ngày hôm qua thì lực lượng Israel đã chính thức phản công đối với Iran.
Ngoại trưởng Antony cho biết là các quốc gia ở khối G7 cam kết sẽ làm những cái điều có thể và nỗ lực để làm giảm leo thang căng thẳng giữa hai quốc gia Israel và Iran. Tuy nhiên chúng tôi cam kết sẽ bảo đảm vấn đề an ninh của Israel. Chúng tôi cũng cam kết giảm leo thang để cố gắng chấm dứt căng thẳng này. Và quý vị cũng thấy, hoặc là quý vị sẽ sớm thấy trong tuyên bố của khối G7, một cam kết để buộc là Iran phải chịu trách nhiệm về các hoạt động mà họ đã gây bất ổn cho khu vực, đặc biệt trong cái cuộc tấn công vào Israel trong cuối tuần vừa qua. Thưa quý vị, Ủy ban Quy luật của Hạ viện vừa mới thông qua những quy định để mà bắt đầu bỏ phiếu cho các dự luật viện trợ quân sự do Chủ tịch Hạ viện Mike Johnson đưa ra. Nhưng trong cái kỳ bỏ phiếu này thì những dự luật viện trợ quân sự của Mike Johnson cần đến phiếu của Đảng Dân Chủ mới thông qua được cái gọi là cái Rules Committee. Đây là một cái ủy ban mà gọi là phụ trách đặt ra những quy tắc để mà xem rằng là hai bên sẽ có bao nhiêu giờ tranh luận, cũng như là mỗi bên có cơ hội để đưa được bao nhiêu tu chính án ra cho những cái dự luật này. Ba thành viên của Đảng Cộng Hòa trong cái ủy ban gọi là Rules Committee đã bỏ phiếu chống lại cái đề nghị viện trợ 95 tỷ Mỹ Kim. Tất cả các thành viên bên Đảng Dân Chủ đều bỏ phiếu thuận. Đây là một dấu hiệu cho thấy rằng là lãnh đạo của Đảng Cộng Hòa sẽ phải cần đến phiếu của Đảng Dân Chủ để mà thông qua những dự luật viện trợ này khi mà luật này đã đưa ra sàn Hạ viện vào ngày hôm nay, và kỳ bỏ phiếu cuối cùng sẽ được diễn ra vào ngày mai, là ngày thứ Bảy. Có nghĩa rằng là hôm nay là bắt đầu sẽ có những cái vấn đề gọi là tranh luận giữa hai bên, và sau khi một ngày tranh luận thì chắc là sáng ngày mai họ sẽ bỏ phiếu chính thức. Các thành phần cực hữu trong nhóm Freedom Caucus lại một lần nữa đưa ra những lập luận rằng là chúng ta không nên viện trợ cho Ukraine hay là bất cứ những nước ngoài nếu mà chúng ta không thông qua được những dự luật liên quan đến vấn đề biên giới phía nam của nước Mỹ. Và họ kêu gọi rằng là ông Mike Johnson hãy nên từ chức đi. Trở lại với phiên tòa thứ tư để giải quyết cái vụ án tiền bịt miệng của cựu tổng thống Donald Trump, thì trong những ngày qua, như quý vị đã theo dõi những phần tin, thì tòa cũng đã chọn được 12 bồi thẩm viên chính thức và một bồi thẩm viên dự bị. Và như vậy là sẽ còn 5 thành viên dự bị để được chọn lựa. Và ngày hôm nay, đã trước khi bắt đầu, vào lúc 9 giờ sáng ở tại miền Đông Hoa Kỳ theo giờ New York, tức là 6 giờ sáng giờ California, thì cựu tổng thống Donald Trump đã tiến vào phòng tòa. Trước khi đi vào phòng thì ông cũng đã dừng lại để tuyên bố với một số các phóng viên đứng phía trước. Ông nói: "Cảm ơn quý vị rất nhiều vì những điều mà quý vị đã biết. Tôi đã nói từ lâu, đây là một phiên tòa gian lận. Tất cả những điều này đến từ tòa Bạch Ốc. Họ có những người của Bộ Tư pháp của tòa Bạch Ốc tham gia vào phiên tòa tại văn phòng đại diện biện lý của New York, bởi vì có lẽ là ông ta không đủ thông minh để đại diện cho chính mình với tư cách là người đắc cử nhờ chính tôi, nhờ Trump. Và quý vị không cần phải làm điều này giống như Leticia James, nhưng New York đang trở thành một nơi tham nhũng trong vấn đề kinh doanh, mà tôi có thể nói với quý vị, rất nhiều người sẽ không chuyển đến New York trong thời gian tới. Đây là một vụ gian lận, đây là một vụ án được đưa ra mạnh mẽ liên quan đến vấn đề chính trị. Do đó, thay vì tôi hiện nay đang có mặt ở Pennsylvania, ở tại Georgia hay ở North Carolina hay là các nơi khác để vận động tranh cử, thì tôi đã phải bị bó buộc ngồi trong tòa án cả ngày ở đây. Việc này diễn ra trong tuần và sẽ còn tiếp tục trong 4 hoặc 5 tuần nữa. Điều này là một điều rất bất công. Mọi người biết và mọi người đều biết điều này là một điều bất công. Lệnh bịt miệng cần phải được dỡ bỏ, tức là ông nói đến cái gag order từ phía thẩm phán. Mọi người đều được phép nói về tôi, thế mà tôi lại bị lệnh là phải im lặng, chỉ để cho quý vị thấy điều này còn bất công như thế nào. Cuộc xung đột phải được kết thúc từ phía thẩm phán. Thẩm phán có mâu thuẫn tồi tệ nhất mà tôi từng thấy, và họ phải, và những điều này cần phải kết thúc. Lệnh bịt miệng tôi phải được dỡ bỏ, tôi phải được phép nói. Lần nào tôi cũng ra ngoài để nói chuyện với quý vị. Tôi muốn cởi mở vì chúng tôi không làm điều gì sai. Tôi đã cho quý vị thấy trong ngày hôm qua, trong số 30 câu chuyện thì 32 câu chuyện của các chuyên gia pháp luật, tôi không có cách nào khác mà tôi phải ngồi im lặng ở đó. Đây là một trường hợp đáng lẽ phải được đưa ra. Trump không làm gì sai, mọi người nói một cách mạnh mẽ, Trump không làm gì sai cả. Do đó họ nên loại bỏ tất cả những cái điều này đi. Tất cả bọn họ đều nói dối.
tất cả bọn họ là cặn bã. Nhưng quý vị, tôi không được phép nói, và tôi muốn có thể nói chuyện với báo chí tự do và nhiều người khác về điều này. Tôi không được bảo đảm khi nói lên sự thật, tôi chỉ nói sự thật thôi. Trong khi đó thì họ đều không nói sự thật, họ nói láo, thẩm phán và hủy bỏ cái lệnh bịt miệng này đối với cá nhân tôi. Đây là một điều rất bất công khi mà các quyền hiến pháp của tôi đã bị tước bỏ. Cảm ơn các bạn. Và sau đó thì ông đã quay vào trong phòng tòa để tham dự phiên tòa ngày hôm nay là ngày thứ tư. Ông dám nói như vậy là tại vì khi mà nói chuyện với giới truyền thông nên thưa quý vị, chúng ta không có sợ là bị mắc cái tội khai man. Còn nếu mà nói trong tòa thì chắc là sẽ phải nói khác. Bản tin kế tiếp trong phần này liên quan đến tin là một người chăm sóc sức khỏe, một người chăm sóc sức khỏe cho một cụ bà 93 tuổi ở tại tiểu bang Michigan đã bị chính thức truy tố với một loạt các tội danh, bao gồm những tội danh như là tra tấn và hành hạ người lớn tuổi. Và nếu mà bị kết án thì bị cáo có tên là Donatia Arrington, 26 tuổi, có thể phải nhận một cái bản án tù chung thân. Vụ việc quý vị đang thấy trong hình ảnh đó là cái cô này được mướn làm cái người mà gọi là caregiver cho một bà cụ 93 tuổi tại một cái nhà dưỡng lão, nursing home. Nhưng vì lý do nào đó cô lại đánh đập bà cụ ngồi trong xe lăn và dùng cái tả để mà gọi là muốn siết cổ lại bà cụ này. Lúc đầu đó thì gia đình của bà cụ cũng không biết là tại sao mà trên thân thể của bà cụ lại có một số các vết bầm. Vì vậy cho nên rằng là họ đã bí mật gắn những cái máy camera mà gọi là nanny cam đó ở trong căn phòng để xem rằng là chuyện gì đã xảy ra trong lúc mà người thân gia đình không có mặt ở trong cái viện dưỡng lão này. Và cái người chăm sóc sức khỏe đó cũng không biết rằng là gia đình của họ cũng đã gắn những cái máy camera đó, cho nên là quý vị thấy rằng là cái người nhân viên đó cũng đánh đập bà cụ rất là tàn nhẫn. Sau đó thì khi mà gắn được máy camera rồi mới biết rằng là bà cụ này bị nhân viên của cái viện dưỡng lão có tên là Landing Genesee Nursing Home đánh đập, và sau đó họ đã đưa cái đoạn video đó cho các giới chức công lực để mà cho cái người phụ nữ 26 tuổi này bị chính thức truy tố. Vâng, thưa quý vị, giả dụ chúng tôi chọn bản tin này để đưa lên là chúng tôi cũng muốn gửi đến tất cả cộng đồng của chúng ta một cái sự thật mà nó cũng đã diễn ra, và chắc là cũng nhiều người trong chúng ta đã nghe những cái về vấn đề này ở trong các cái trại dưỡng lão dành cho người già đó. Thì nhiều khi những người già bị đối xử một cách rất là tệ bạc ở trong những cái nhà già này. Chúng ta không thấy thôi. Thì đây là chúng tôi muốn đưa những cái hình ảnh này. Hy vọng là YouTube sẽ không có gỡ bỏ nó để cho chúng ta có thể có được những cái dự kiện liên quan đến cái sự chăm sóc đối với những người già. Chuyện trong ngày trở lại cùng quý khán giả thân mến. Kính thưa quý vị, như phần tin cuối cùng ở trong phần tin trước chúng tôi vừa gửi đến cùng quý vị, với những tuyên bố của cựu Tổng thống Donald Trump trước khi tiến vào tòa trong cái buổi điều trần ngày hôm nay thứ tư để lựa chọn tiếp theo những bồi thẩm viên dành cho vụ án của ông liên quan đến vấn đề tiền bịt miệng. Một lần nữa thì cựu Tổng thống đã nói với các phóng viên một cách mạnh mẽ về những ý nghĩ của ông, bất chấp những cái lệnh cấm mà ông không được tuyên bố ngoài tòa. Chúng ta thấy gì qua những cái lời tuyên bố này? Và như hồi nãy Tyler Diệp cũng có nói đó, là nếu như nói với các phóng viên thì ông có thể nói bất cứ điều gì, nhưng mà nếu nói trước các quan tòa thì chắc chắn là ông phải lựa chọn một cách nói khác. Chúng tôi mời quý vị theo dõi với nhận định trên. Dạ vâng, thưa quý vị, nếu mà quý vị nghe theo những cái lời mà tiếng Anh nó gọi là những cái rant, đó là những cái lời mà gọi là nói nhảm của ông Trump trước các cơ quan truyền thông khi mà họ đang gọi là chờ đợi sẵn để mà ông Trump đi vào hay là đi ra tòa án, mà ông dừng lại mà có những cái lời phát biểu nó kéo dài vài phút như vậy, thì đó là một cái mỏ vàng về vấn đề nội dung cho các cơ quan truyền thông có thể khai thác. Và ông Trump cũng biết tận dụng, tại vì cái gì nó cũng là hai chiều. Ông nói ra thì bây giờ họ chê trách thì họ cũng phải lấy một phần của cái clip đó để mà chiếu, chứ không thôi lấy cái gì để mà là cái tựa đề. Quý vị thấy rằng là trong cái phần mở màn này, ông đã nói rằng là có nhân viên của tòa bạch ốc cũng như là bộ tư pháp trong cái phiên tòa này đại diện cho văn phòng của biện lý cuộc. Quý vị thấy rằng là có cần chính cái chuyện đó có thể là nó xảy ra hay không, tại vì
Bộ Tư pháp bây giờ không dám đụng tới cái vấn đề này nữa. Tòa Bạch Ốc không bao giờ dám gọi là đưa ra những bình luận liên quan đến những vụ kiện này, tại vì họ đã biết rằng là cái perception của người ta là người ta đã nghi phân nửa cử tri, phân nửa người dân Mỹ đã nghi rằng là Đảng Dân Chủ đã có những cái gọi là thông đồng trong mặt kép trong những cái vụ gọi là truy tố ông Trump. Thì thật sự là họ bây giờ họ có cử người vô trong cái đội ngũ pháp lý trong văn phòng biện lý quận Manhattan mà ngồi trong phiên tòa này hay không? Và thứ hai nữa rằng là ông Trump ông cũng chê tiểu bang New York là một tiểu bang rất là tham ô, hối lộ rất là tệ hại. Người ta dọn đi tiểu bang này rất nhiều và người ta dọn qua những nơi khác, ví dụ như là Pennsylvania, Georgia hay là North Carolina. Và ông cũng nói rằng là đáng lý ra ông phải nên ở những tiểu bang kia nếu mà vận động tranh cử chứ không phải bị kẹt ở tại tòa án này. Quý vị biết rằng là ông Trump trong quá khứ cũng đã từng, ví dụ như cũng đã từng chọn để mà tham dự những phiên tòa, tại vì ví dụ như cái phiên tòa này nè là cái phiên tòa hình sự theo luật của New York đó, là ông phải có mặt ở đây để mà nghe và tham dự cái phiên tòa. Nhưng trong quá khứ cái phiên tòa của Bộ trưởng Tư pháp là Sister James ở tại New York đó là cái phiên tòa dân sự, ông Trump không nhất thiết là phải có mặt, nhưng mà ông cũng đôi khi cũng vài ngày ông cũng chọn có mặt ở tại cái phiên tòa đó, chứ đâu phải là ông bận tranh cử đâu. Nhiều khi ông cũng muốn là những cái phiên tòa này cũng là những cái nền tảng, những cái platform để mà cho ông vận động tranh cử, chứ không phải nhất thiết là phải tới một cái tiểu bang chiến địa để mà vận động tranh cử. Nhiều khi ông có mặt ở tại những phiên tòa này thì bao nhiêu là cái máy camera truyền thông đó, họ cứ đi theo ông để họ quay không à. Chứ còn bây giờ ông xuất hiện ở tại một cái cuộc campaign rally ở tại Pennsylvania thì cái đó là nó thường rồi. Cái cách mà ông đứng ra làm một campaign rally ở tại những tiểu bang này tiểu bang kia đó, cái đó nó cũng không có gì gọi là mới mẻ cả, có rầm rộ bằng cái này phải không? Còn cái này là nó mang tính cách lịch sử. Đây là lần đầu tiên một cái phiên tòa mà hình sự truy tố một cựu tổng thống, cũng là một đương kim ứng cử viên tranh cử tổng thống bắt đầu. Thì có phải ở đây là cái sự gọi là nó thu hút sự chú ý nhiều hơn không? Và sau đó là ông nói rằng là ông bị tòa án đưa ra cái lệnh bịt miệng là cái gag order để cho ông ta không được nói gì cả. Ủa, gag order mà sao thấy ông nói mạnh miệng quá vậy? Chứ gag order là có nghĩa rằng là ông phải phiên tòa tạm gọi là nghỉ gián đoạn trong ngày này để bắt đầu ngày hôm sau gọi là tái tục lại. Mà thấy gác hồi đời gì đâu mà ông ngồi đó ông thao thao bất tuyệt. Tôi không bao giờ đọc những tin này, nhưng mà hồi nãy quý vị thấy đó, anh Dũng anh đọc nguyên cái phần phát biểu của ông Trump đó, mà nó kéo dài cũng hết nửa trang giấy, mà chữ sai có sai 12. Có nghĩa là nếu mình nói như vậy cũng là rất là nhiều. Cũng không ai bịt miệng ông cả. Bịt miệng ở đây thưa quý vị, nếu mà nói cho rõ đó là ông không thể nào mà ông nói những chuyện mà nó ảnh hưởng đến bộ thẩm đoàn. Gác order ở đây có nghĩa rằng là ok, bộ thẩm đoàn 12 người đã chọn rồi và các cơ quan truyền thông được lệnh là không thể nào đưa mặt, hình ảnh và tên tuổi của những người này lên trên TV để cho người ta biết. Thì ông Trump cũng vậy, không thể nào mà ông đi ra ông nói rằng là ồ, 12 người bộ thẩm đoàn chọn đó, tên của họ là vậy đó, quý vị tha hồ mà đi tìm kiếm moi họ ra đi. Đó, đôi khi một số cái gác order là nó là cái lệnh bịt miệng, là lệnh không được đề cập đến những chuyện gì mà nó có thể ảnh hưởng đến cái phiên tòa, chứ không phải là không cho ông nói. Ảnh hưởng phiên tòa hoặc là sự an ninh của các bồi thẩm viên, đúng không? Dạ. Về các cái thông tin cá nhân của họ cũng vậy. Dạ. Và sau đó thì ông cũng nói rằng là cái vị mà thẩm phán trong phiên tòa này đó có rất nhiều những cái mâu thuẫn quyền lợi, cái conflict of interest, mà ông cũng không nói rõ rằng là cái conflict nó là cái conflict gì. Nói chung rằng là cái vị thẩm phán nào mà đưa ra những cái phán quyết mà không có lợi cho ông đó thì ông đều nói rằng là họ có một cái conflict of interest cả. Thì nói chung rằng là đây là những cái điều mà hồi nãy tôi mới nói rằng là khi mà quý vị phát biểu ở trên TV thì quý vị muốn nói dốc sao cũng được hết trơn. Thì nó không có cái luật gì mà nói rằng để tự do ngôn luận mà. Chỉ có khi nào mà quý vị ngồi trong tòa án hay là bị hỏi cung bởi nhân viên FBI thì mình mới có cái trách nhiệm về vấn đề pháp luật là phải nói thật thôi. Còn nói cho đúng sự thật phải không ạ? Dạ, một là mình không nói gì cả, còn hai là khi mà nói là phải nói sự thật. Chứ còn khi mà mình nói chuyện, ví dụ như là ông Trump muốn nói chuyện với anh Dũng hay là tôi đó, muốn nói dốc bao nhiêu cũng không sao hết.
Văn phòng biện lý quận Manhattan vào ngày hôm thứ Hai cũng đã tìm cách phạt cựu tổng thống vì những cái bài đăng của ông ấy trên các cái trang mạng xã hội và cho rằng nó mang cái tính chất là kích động mọi người. Do đó mà trợ lý luật sư quận là ông Chris Conroy cũng yêu cầu là thẩm phán cần phải phạt cựu tổng thống 1.000 Mỹ Kim cho mỗi bài đăng trên mạng xã hội với những cái vi phạm gag order đó. Trong khi đó thì thẩm phán Merchant cũng đã tổ chức một phiên điều trần vào ngày thứ Ba tuần tới, 23 tháng 4, để nghe tất cả các tranh luận liên quan đến yêu cầu của phía cơ quan công tố. Ngày hôm nay đó thì sau khi mà cựu tổng thống đã tuyên bố trước tòa như vậy thì ngay lập tức một bình luận gia của CNN, đó là ông Mark Preston, đã cho biết rằng ông nghĩ nếu như cựu tổng thống bị bỏ tù vì vi phạm vào lệnh bịt miệng này trong phiên tòa xét xử tiền bịt miệng của ông ấy thì sẽ có một tình trạng bất ổn dân sự diễn ra trên khắp đất nước. Đó là lời dự báo của ông Mark Preston, một bình luận gia của CNN. Dĩ nhiên là chúng ta sẽ không muốn cái điều này xảy ra và chúng ta sẽ chờ xem những cái diễn biến tiếp theo vào ngày thứ Ba tới đây. Và cũng có thể là ngày thứ Hai là phiên tòa chính thức để xử cái vụ tiền bịt miệng này sẽ khởi đầu, nếu như trong ngày hôm nay người ta tìm ra được thêm 5 bồi thẩm viên dự bị để kết thúc cái phiên mà tìm kiếm bồi thẩm đoàn đó. Thì chúng ta sẽ chờ đợi ngày thứ Hai và ngày thứ Ba tới đây với những diễn biến tiếp theo. Cảm ơn với phần nhận định và phân tích về sao là gì và cảm ơn sự chú ý theo dõi của quý vị. Một ngày an lành đến với tất cả chúng ta và những ngày cuối tuần thật đẹp. Chương trình Việt Fix Today được bảo trợ bởi Gia Hân Music and Video, nhà phân phối thiết bị karaoke hàng đầu tại Mỹ. Công ty Thẻ Xanh, chuyên bảo lãnh gia đình và công hàm về Việt Nam kết hôn. 714-766-3345. Gửi tiền về Việt Nam nhanh nhất, tiện lợi và an toàn nhất. Gửi tiền 247.com. Với dịch vụ gửi tiền 247.com của công ty chuyển tiền Hồng Lan, gửi tiền về Việt Nam cho người thân rất nhanh chóng, tiện lợi và an toàn. Tiền có thể được giao tận nhà hoặc sẽ được chuyển khoản trực tiếp vào tài khoản của người dân trong vòng 24 giờ. Tân Xanh Yến, kỷ niệm 40 năm Tân Xanh Yến với nhiều chương trình sale hấp dẫn. Yến Thượng Hạng và đông trùng hạ thảo thiên nhiên Tây Tạng. Tân Xanh Yến, sản phẩm hảo hạng, an tâm bổ dưỡng. Chào Xuân Giáp Thìn, Gia Hưng Karaoke kính chúc quý khách vui Tết xuân vầy, lộc xuân tràn đầy. Năm mới đến nhà thả ga nhận quà. Khi mua sắm dàn karaoke cao cấp ca hát vui xuân tại Gia Hưng, dàn karaoke loa Electro Voice Evo 50, vang số KX 180, microphone VM 300 giá chỉ còn 3.699 đồng. Dàn karaoke loa JBL PRS 1, vang số JBL VX 8, microphone VM 300 giá chỉ còn 3.599 đồng. Quà tặng miễn phí đèn Disco Light, ưu đãi độc quyền chỉ có trên Việt Face TV. Số lượng có hạn, xin gọi ngay 407-704-6970 để đặt hàng. Gửi tiền về Việt Nam nhanh nhất, tiện lợi và an toàn nhất. Gửi tiền 247.com. Quý vị không cần ra ngoài để gửi tiền và người thân không còn phải đợi lâu để nhận tiền. Với dịch vụ gửi tiền 247.com của công ty chuyển tiền Hồng Lan, gửi tiền về Việt Nam cho người thân rất nhanh chóng, tiện lợi và thông tin được bảo mật 100%. Tiền có thể được giao tận nhà hoặc sẽ được chuyển khoản trực tiếp vào tài khoản của người dân trong vòng 24 giờ. Với 25 năm kinh nghiệm, Hồng Lan chuyển tiền là một thương hiệu đáng tin cậy. Gửi tiền 247.com. Gửi tiền 247.com. Nhân dịp mùa lễ báo hiếu cha mẹ, Tân Xanh Yến và nhà thuốc Bắc Tân Xanh có rất nhiều chương trình sale hấp dẫn và nhiều quà tặng. Nhân dịp mùa lễ Mother Day, một hộp bạch yến Triple A 100g sale 245 Mỹ Kim được tặng đường vàng và sâm Hoa Kỳ. Chúng tôi có những chương trình Clever Care 714-839-6712, 714-839-6712 hoặc vào trang nhà tânxanhyến.com. Hãy nên nhớ Tân Xanh Yến, sản phẩm hảo hạng, an tâm bổ dưỡng. Nếu quý vị thích xem những chương trình này, xin nhấn vào nút subscribe để có được các thông tin và phóng sự mới nhất từ Vietface TV.